Người người vốn đổ, tử tính Di Đà, ai nấy trong tâm đều là tỉnh độ. Liễu tức thời thời thấy Phật, ngộ thì bước bước Tây Phương. Từ trước đến đây đã tạo lập đạo tràng tịnh nghiệp tam thời hệ niệm. Nay thời Phật sự thứ nhất đã chu viên, công huân thù thẳng như trên, gieo vào trong biển đại nguyện Di Đà, chuyên vị thần linh, cập chư vị chân linh, anh linh, vọng linh, hướng linh, chúng đẳng, đồng cầu sinh tịnh độ. Nhưng nghĩ lại, kể từ vô thủy cho đến tận ngày nay, một niệm trái chân, sáu căn theo vòng, tùy tình tạo nghiệp, phóng túng làm sai, thân thì giết hại, trộm cắp tà dâm, khẩu thì nói dối, theo dệt đối chiều cùng lời hung ác, ý thì thường khởi tham sân, ngu si nặng lòng tham ái, bởi do ba nghiệp trói buộc vọng duyên, thường chìm đắm nơi trần lao, rồi mờ mịt theo tháng ngày. Nếu muốn thoát ly, duy chỉ có nhờ vào sức huân tu sám hối, mong những tội lỗi nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý trong đời quá khứ lập tức tiêu tan, khiến cho sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tức thời thanh tịnh. Lại nữa, việc cầu sinh cực lạc toàn như vào lòng phát nguyện, cải nương pháp chúng khác miệng cùng âm, kính vị thần linh, cập chư vị chân linh, vong linh, anh linh, hướng linh, chúng đẳng hiện diện trong đảo tràng này, cùng nhau chí tâm sám hối phát nguyện. Thỉnh trai chủ cập đại chúng đứng lên. See.
Phật Đạo Vô Thượng.